Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là máy đo quang phổ của Anna Quang H, xuất xứ tại Đức các bạn ha. Với mã model DR3009 và được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Là loại máy phân tích đề bàn được tích hợp sẵn hơn 220 phương pháp được lập trình sẵn dùng để phân tích nước trong phòng thí nghiệm. Các quy trình an toàn và kết quả chính xác, dễ dàng thực hiện kiểm soát các thông số như amoni, COD, phosphat, nitrat và nhiều thông số khác, chuẩn bị đơn giản, thực hành nhanh, ghi kết quả toàn diện các bạn. Và được sử dụng máy test kit TNT với các bước phân tích được giảm xuống, tiềm ẩn lỗi do người phân tích được giảm thiểu, hệ thống máy quang phổ và test kit hỗ trợ ưu hóa tối đa quy trình của nhà máy xử lý nước thải và thử nghiệm môi trường. Các ống test thử TNT dễ dàng sử dụng hơn, chất từ dạng gói bột và dạng lỏng, không có nguy cơ bị nhiễm bẩn mà được mã hóa màu để nhận diện thông số 3 tháng đo của thí nghiệm cho bạn nhanh chóng và phát hiện dễ dàng các bạn ha. Các đại in rất là đa dạng các bạn, và độ đọc hấp thụ 10 lần được tính được trung bình để xác định kết quả, loại trừ sai số do các vết chày xước, dấu vân tay, kiểm chuẩn hiệu chuẩn thiết bị và độ ẩm ổn định thiết bị cao, kết quả loại bỏ việc chạy màu trắng chất thở, đo các thông số độ chuyển qua T phần trăm, độ hấp thụ A, nồng độ C, hệ thống quang học, tổ hợp hệ thống tắt chùm sáng, nguồn sáng, đèn sợi đốt halogen, giải bước sóng 320 đến 1000 mốt nm, độ bước chính xác là cộng trừ 1.5, với bước sóng dài là 340 đến 900, độ phân giải bước sóng là 1, độ chuẩn sóng chuẩn tự động các bạn hai, lựa chọn bước sóng tự động dựa trên phương pháp đo lựa chọn, bước quét là 8 nm trên 1 giây, độ rộng giải phổ là 5, với mỗi bước là 1, số chương trình sử dụng là 100 chương trình các bạn hai, với bộ nhớ là 2000 kết quả đo được lưu trữ, màn hình hiển thị cảm ứng 7 feet TFT Đức VGA, độ phân giải là 800 bit nhân 480. Sẽ được mẫu đo tương thích với cơ vết vuông, tròn và chủ nhật và multiphase các bạn ha. Cổng kết nối đầu ra là 2 USB Type A, 1 USB Type B và 1 Ethernet. Ngôn ngữ sử dụng đa ngành các bạn. Với điều kiện môi trường hoạt động từ 10 đến 40 độ C, 50 đến 104 độ F, độ ẩm cực đại 80%. Điều kiện môi trường bảo quản là âm 40 đến 60 độ C, âm 40 đến 140 độ F, mát, vô độ ẩm cực đại là 80% các bạn ha. Với trọng lượng khoảng 4 kg, nguồn điện là 100 đến 240 V, 50 đến 60 Hz. Vừa được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với hotline 0938 222 991 hoặc 0936 60757. Các liên hệ qua website máy đo